từ thỏa thuận hợp tác kinh doanh với số tiền lên tới 90 tỷ đồng. Bên bị ra văn bản thu hồi đất, bên bị trì trệ kinh doanh. Ảnh hưởng rất là lớn cái hoạt động kinh doanh của mình, giống như là liên quan tới xuất nhập khẩu. Sự việc đã không còn là của hai công ty mà ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân trồng trái cây xuất khẩu tại Tiền Giang, Long An. Mà nguyên năm rồi thì bán 15 tới 20 ngàn, còn năm nay thì có 6 7 ngàn ký hàng nguyên thôi. Tụi tôi đổ bỏ thôi mà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong vụ việc này, chúng tôi gọi đây là cây thanh long 90 tỷ. Bắt nguồn từ cây thanh long, hai doanh nghiệp đang hợp tác với giá trị hàng trăm ngàn tỷ đồng bỗng chốc chấm dứt vô thời hạn. Và đâu là nguồn cơn gây nên mọi vấn đề? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Nếu bán lẻ thì cái hôm đó là 350 ngàn một hôm, nhưng còn bán số lượng nhiều thì nó khoảng 300 ngàn hôm. Nhưng mà để hợp tác với phía ông Trương này á, thì bên tôi cũng đề nghị anh em có tinh thần với nhau thì bây giờ tôi chỉ tính là 203 ngàn như trong thỏa thuận thôi. Ông Trương đặt điều kiện là ông sẽ mua hết cái số này để hợp tác ngoài đó. Ôi tuy hồi đó, nếu để hợp tác với ông thì bây giờ là phải có cái điều kiện để tôi ký cái thỏa thuận này. Là coi như là bây giờ ông phải thanh toán cho tôi 150 tỷ, coi như là tiền bắt buộc phải thanh toán đó, để giai đoạn ban đầu tôi làm ra. Trong cái thỏa thuận đó nó có điều khoản có gỡ rất là gọn gàng hết rồi. Nhưng mà đến thời điểm này thì ông chỉ có thanh toán tôi 90 tỷ thôi. Rồi phía ngoài đất người ta lấy lại rồi, cho nên giờ là đâu có đất đâu để thực hiện. Khi xảy ra tranh chấp, công ty Hồng Lĩnh không cung cấp được quỹ đất theo thỏa thuận, đồng thời cho rằng 90 tỷ trên là số tiền góp vốn, không phải số tiền giảm trừ thiệt hại, và công ty Cát Tường đã chiếm đoạt để sử dụng riêng. Trên tinh thần hợp tác, nếu xảy ra phát sinh tranh chấp, các bên sẽ cùng ngồi lại trao đổi, thống nhất phương án giải quyết. Tuy nhiên, cho tới nay, chỉ có thư mời và các văn bản đi về. Xét theo cái bản hợp đồng thỏa thuận ngày 24/4/2019 được ký kết giữa Cát Tường và Hồng Lĩnh, được xác lập bởi các chủ thể hoàn toàn đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Cái nội dung thì phù hợp với các quy định pháp luật và mục đích của việc hợp tác, cũng không vi phạm các điều cấm của pháp luật. Các bên tự nguyện để mà ký kết giao kết. Do vậy, theo điều 117 của Bộ luật dân sự thì hợp đồng thỏa thuận này có hiệu lực pháp luật và ràng buộc các bên thực hiện theo các quyền và nghĩa vụ các bên thỏa thuận tại nội dung của hợp đồng. Từ nội dung tố cáo của công ty Hồng Lĩnh, ngày 18/5/2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an Tiền Giang đã có thông báo số 1226/CSKT gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, có hay không việc hình sự hóa các tranh chấp dân sự trong hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty Hồng Lĩnh và công ty Cát Tường? Khi hai bên không thể thương lượng thỏa thuận được thì lẽ ra theo quy định trong cái thỏa thuận hợp tác kinh doanh thì một trong hai bên được khởi kiện vụ án ra tòa giải quyết. Nhưng mà thay vì lựa chọn theo thỏa thuận trong hợp đồng thì ông Trương lại làm đơn tố cáo ra cơ quan công an tỉnh Tiền Giang. Và việc công an tỉnh Tiền Giang xác định cái vụ việc quan hệ kinh tế này có dấu hiệu hình sự thì tôi nhận thấy đây là hình sự hóa các quan hệ kinh tế giữa hai doanh nghiệp. Được biết, trong năm vừa qua, doanh nghiệp Cát Tường thu về hơn 1.300 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động xuất khẩu nông sản như thanh long, vũ sữa, xoài cát, v.v. Đặc biệt, sản lượng sản xuất trái cây xuất khẩu đi các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, các nước EU chiếm số lượng cao, đóng góp to lớn đối với sự phát triển kinh tế của địa phương, tạo nền móng cho hoạt động xuất khẩu, giới thiệu nông sản Việt ra các thị trường quốc tế. Với việc kéo dài thời hạn điều tra của Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang, đã khiến cho đời sống của hàng nghìn hộ dân trong toàn bộ chuỗi liên kết giá trị nông sản của hai tỉnh Tiền Giang, Long An, được công ty Cát Tường xây dựng trong hơn 10 năm qua, có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Và doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đứng đầu khu vực Tây Nam Bộ trước bờ vực phá sản, gây nên thiệt hại về kinh tế hàng nghìn tỷ đồng. Vậy, cơ quan nào có thể chịu trách nhiệm cho những thiệt hại nêu trên? Thưa quý vị, tháng 6 vừa qua, truyền thông cả nước và nhất là người nông dân hết sức vui mừng về quả vải thiều đã xuất khẩu thành công sang thị trường khó tính như Nhật Bản. Còn với những người nông dân trồng thanh long tại miền Tây Nam Bộ, trái thanh long đã mang cả mồ hôi, công sức và đang trở thành gánh nặng khi được mùa rớt giá, trở thành phế phẩm suốt từ đầu năm tới nay.
Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục xác minh vụ việc về quá trình hợp tác giữa Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Chế biến Nông sản Cát Tường và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Hồng Lĩnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn ở các bản tin kỳ sau. Thank you.